Hello. Kính tri ân cuối cùng cho buổi tối ngày hôm nay cực kỳ sang chảnh luôn. Cây bên đất giá hãng là 2.350.000, cây kính nữ LV 850.000, cộng lại trên 3 triệu chưa? Ngày hôm nay 399.000 đồng, còn 60 giây cuối cùng nha mọi người nha, 60 giây cuối cùng nha các chị nha. Đó, thay vì chạy quảng cáo bởi Facebook giờ này lắc mọi người nhờ, Facebook giờ này rất là lắc luôn. Đó, thay vì chạy quảng cáo trả kết quả thì bây giờ em lấy cái tiền chạy quảng cáo đó em sale rẻ, mọi người chấp nhận lỗ một chút thôi. Mọi người chia sẻ cho em bạn bè người thân mình biết tới, coi như cũng là một cách quảng cáo quảng bá đúng không mọi người? Chia sẻ giùm em một lần vào trang cá nhân để chế độ công khai, chỉ cần như vậy thôi. Mua ngay bộ bim đất này 399.000, siêu xịn siêu đẹp luôn. Tặng kèm cho mọi người một cây kính của nữ đẹp lộng lẫy của LV như thế này được chưa? Mã số cho em là combo đại gia cùng kèm xếp lại luôn cho em nha, 399.000. Cây bim đất này ngắm kỹ không? Trời, những cái chồng là thấy đẹp đó mọi người, biết nhìn là thấy đẹp rồi. Tem này không phải là tem rồi dán rồi cái kiểu đó là tem in nhiệt mọi người ha. Không ảnh hưởng gì tới chất lượng kính, là tem in nhiệt cho mọi người nha. Gỡ ra không một cái vết nào luôn. Không phải là tem dán keo các kiểu đâu. Trời, ban trời dán keo rồi các kiểu, trời ơi, tưởng là xịn không hề luôn nha cả nhà nha. Vì sao? Vì là xịn á thì cái này là cái tem in nhiệt nè. Còn logo là gì đó? Khắc laser bán ống ánh màu vàng kim đó, thấy không? Khắc laser ống ánh vàng kim bên càng này đấy. 399.000, 2.350.000 có giá của nó. Và hôm nay 399.000 cho combo đại gia cả nhà nha. Hết giờ rồi đó mọi người ơi. Một cây nam tặng một cây nữ được chưa? Đây, UV cho mọi người xem nhé. Ai mới vào chưa biết sản phẩm bên em thì bây giờ em test UV cho mọi người xem đây. Chuẩn UV 400, đi ngày đi đêm thoải mái cho mọi người luôn. Combo đại gia kèm số điện thoại, 10 giây cuối cùng. Ai chưa đặt hàng thì nhanh chóng comment cho em. Tại kết thúc livestream này không bao giờ có giá này và không bao giờ có quà cho mọi người luôn. Đúng rồi, chắc chắn luôn một điều ạ. Nhanh tay lên cả nhà ơi, nhanh tay thì có, chậm tay là hết ạ. Nguyên một siêu phẩm đại gia kiều nữ và đại gia luôn là chân dài đây. Em mua và giới thiệu cho bạn em nhiều lắm. Em cảm ơn chị Dương Anh nha. Trời ơi, cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Chắc phải tổ chức chương trình là feedback hôm nay nhận ngay quà tặng quá. Ngày mai em sẽ lên chương trình. Ai để feedback là có quà. Rồi, hết thời gian nha các chị nha. Rồi, em qua mẫu luôn cả nhà nha. Mã số cho em là combo đại gia kèm xếp lại cho em được chưa? Có, ngày một cặp kính đó, như này. Có, mua 2 bộ free ship nha chị nha. Mua 2 sản phẩm miễn phí giao hàng. Hoặc là tặng kèm quà, hoặc là mua 3 sản phẩm. Tùy nhá, ngày mai nhân viên sẽ tư vấn cho chị nè. Hoặc là các chị có thể chuyển khoản trước, nếu mà mình mua một lần bên em rồi đã từng mua hàng. Chị nào mới mua thì em cứ nhận hàng chị mang trước cái thanh toán. Còn nếu như mà chị nào mà đã từng mua hàng rồi tin tưởng shop thì có thể chuyển khoản trước 100%. Thì dù cái kính bao nhiêu tiền thì em cũng sẽ free cho mình. Chị Ninh Nguyễn chốt thế nào vậy chị Ninh Nguyễn ơi? Nhớ để lại mã sản phẩm, số điện thoại bên em mới chốt đơn được nha. Rồi giờ bổ sung cho em số điện thoại nha chị Ninh Nguyễn nha. Combo đại gia kèm số điện thoại đi ạ. Bây giờ em lên cho mọi người một cái kính tương tác nhẹ luôn nè. Đây, 149.000 miu miu luôn cho em nha, 149.000 của miu miu luôn. Đây, em có màu nâu trà với lại màu đỏ rượu vang cả nhà ha. Đây là màu nâu trà nè đó. Khắc logo miu miu lên trên chồng này thấy không? Để bao này không? Logo khắc laser đấy. Đây, cây kính miu miu mà em đang mang màu nâu trà. Xinh cực kỳ luôn cả nhà, xinh cực kỳ luôn. Mẫu này mang rất là tây, chốt luôn cho em mã số là gì nhỉ? KM19 cả nhà nhá. KM19, KM tương tác được khuyến mãi được chưa? Trời ơi, đâu dám lấy mã số thiệt, đâu lấy mã số thiệt là bị nói chết được chưa? Chốt luôn.